Thì cái tài sản lớn nhất của người giàu ấy, nó không phải là tiền anh chị, mà nó là tư tưởng làm giàu. Đấy, thì anh chị em ghi xuống cái đấy. Thế nhiều bạn là không biết là cuộc đời mình kiếm bao nhiêu tiền, đúng không anh chị? Thì mình cũng chỉ áng áng là mình muốn có nhiều tiền thôi, chứ còn nhiều bạn là không biết muốn có bao nhiêu tiền, muốn có 50 tỷ hay 100 tỷ hay 1.000 tỷ không biết luôn. Đấy, thì bây giờ các bạn làm cái bài tập này nhá. Cái đầu tiên ấy, thì anh chị em mình dành thời gian để ghi xuống nhá, 10 cái lý do tại sao bạn chưa giàu. Hoặc là một số anh chị em mà thấy mình cũng giàu rồi ấy, thì ghi xuống cái lý do là chưa giàu như mình mong muốn. Rồi chúng ta sẽ có khoảng 3 phút để làm việc này nhá. Xin mời anh chị em ghi xuống 10 cái lý do tại sao mình chưa giàu. Rồi, mình muốn kiếm được tiền thì biết cái động lực, cái lý do tại sao mình chưa giàu, đúng không? Rồi, ok, xin mời cả nhà chia sẻ nha. Dạ. Mình xin chào thầy, anh Đức và tất cả anh chị em member. Thì mình xin chia sẻ nhanh cái 10 lý do mình nghĩ là mình chưa giàu. Đầu tiên á, là lý do mà mình thấy mà quan trọng nhất đó là mình thực sự là chưa khao khát cái kiếm tiền. Bởi vì cuộc sống của mình từ nhỏ giờ nó gọi là giàu không giàu, nhưng mà nó gọi là tương đối ổn, nên nó không có sự không có khao khát thay đổi. Lý do thứ hai á, là chưa có minh sư dẫn đường. Mình từ nhỏ lớn là nó thường gọi là theo cái khuôn mẫu của ngày của người xưa, của mọi người chung ấy, cái công việc ổn định hay gì đó là mình thấy nó ổn định là được. Thứ ba là chưa vượt qua được cái vùng an toàn, là mình thấy là nhiều lúc mà mình cũng thấy là có cơ hội đấy, nhưng mà sợ sợ rủi ro, sợ rất là nhiều thứ nên chưa bước qua được. Thứ tư á, là chưa đa dạng được nguồn thu nhập mình hiện tại mới chỉ có hai nguồn thu thôi, một là từ lương và một thứ hai là từ vườn. Thì cái nguồn vườn cây thì nó cũng không thực sự là nó đột phá. Thứ bạn tư và thứ năm ấy, là chưa có nguồn thu nhập mà bị động, tức là mình theo dạng là mình cứ như thầy nói là mình cứ làm ngơi tay là hết tiền ấy. Nó chưa có nguồn thu nhập bị động. Tiếp theo đó là chưa có cách làm khác biệt với số đông. Thường là mình thấy là những cái người mà họ có thu nhập cao là thường họ có khác biệt với mọi người. Mà khi mà những người mà khác họ làm theo cái người đó rồi ấy, thì bắt đầu là họ cũng nghĩ ra họ cách làm mới, thì là mình chưa có cách làm khác biệt. Cái quan trọng tiếp theo đó là mình chưa biết cách giữ tiền. Thực sự là có một giai đoạn là mình mới ra trường mình làm thu nhập rất là cao, năm quấy là khoảng trên dưới 25 triệu, cách đây khoảng 7-8 năm là lấy thu nhập cao mà mình không biết cách đầu tư, không biết cách giữ tiền, rất là đáng tiếc. Lúc đấy là thời điểm mà mình, nếu mà mình biết cách giữ tiền, cách đầu tư thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo á, là chưa biết cách để đầu tư để tiền x2 x3. Và cái quan trọng hai cái đoạn, cái quan trọng nhất là mình đang tìm hiểu nhận thấy là mình chưa biết cộng tác với lại người khác để mà mình kiếm được nhiều tiền hơn. Mình chỉ gọi là mình theo cách truyền thống mà mình làm, mình tiết kiệm tiền để giữ tiền, để gọi là tích lũy theo kiểu mình ngày xưa, nó không dùng những cái khác. Và cuối cùng là mình chưa dùng đến đòn về tài chính. Thì đến cách đây khoảng 2-3 năm thì mình bắt đầu là hồi xưa mình ngại, rất là ngại vay tiền ngân hàng. Cách khoảng 2 năm thì mình mới có vay ngân hàng, mình mua một miếng đất. Thì rất là may là miếng đất đấy là nó tăng giá rất là nhiều. Đấy, mình rất là tiếc. Ngày xưa mức lương của mình có thể vay mua 2-3 miếng, lúc đấy giờ chắc là mình cũng ok hơn rồi. Mình xin hết lại, mình chia sẻ hết 10 cái lý do của mình. Ok, cảm ơn anh Tiến Hải, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh. Rồi, xin mời Nga nào. Anh chào thầy, chào các anh chị ạ. Em xin chia sẻ 10 lý do em chưa giàu. Thứ nhất là chưa quản lý được tiền ạ. Thứ hai là hay mua những đồ linh tinh, mua đồ không cần thiết. Nhiều khi mua những cái đồ về mà mình không dùng một lần nào ạ. Thứ ba là chưa tập trung vào công việc bán hàng. Thứ tư là tiền đối với em thì có cũng được, mà không có cũng không sao. Thứ năm là chưa có quan tâm đến việc kiếm tiền, mà hình như là chưa phải gặp phải một nghịch cảnh bắt mình phải kiếm nhiều tiền, nên là chưa có gì thôi thúc mình ạ. Thứ sáu là chưa có một người thầy hướng dẫn đầu tư. Thứ bảy là chưa học về làm giàu. Thứ tám là có một nội dung mà thầy Đức chia sẻ là phải có 6 cái lọ chi tiêu, thì gần đây mới biết, nên là đây cũng là một nguyên nhân mà chưa giàu được.
thứ 9 là chưa thực sự tập trung vào các nguồn kiếm tiền, kiếm được tiền. Và thứ 10 là nhiều khi em suy nghĩ quá nhiều và tập trung vào nhìn các rủi ro hơn là việc đầu tư. Dạ, em xin hết ạ. Ok, cảm ơn nghe. Ok, nghe các bạn trả lời xong thấy cũng rất là vui. Bởi vì như này, giờ các bạn xem lại những cái lý do của mình ghi xuống nha. Thì cái lý do nào ấy mà nó xuất phát từ chủ quan, tức do bản thân mình á, thì các bạn đánh chữ V. Còn cái lý do nào mà do khách quan, do xuất phát từ tác động bên ngoài ấy, thì các bạn đánh chữ X vào đấy. Thì thông thường nó sẽ có những cái lý do như các bạn vừa nghe cả Nga với cả anh Hải chia sẻ đấy. Hoặc là một số người sẽ đổ cho là tôi không có vốn khởi nghiệp, hoặc là tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, hoặc là tôi không đủ thông minh, hoặc là tôi quá trẻ, tôi quá già, tôi không đủ trình độ, gia đình tôi không ủng hộ, tôi không có điều kiện, tôi đang phải chăm lo cho gia đình, số tôi xui xẻo, vân vân. Thì đấy là nó là những cái lý do tác động bên ngoài, đó là những cái lý do khách quan đấy. Thì các bạn xem mà lý do chủ quan thì chữ V nhé, lý do khách quan thì các bạn đánh chữ X. Thì nếu như mà trong cái bản đấy của các bạn mà các bạn nhiều cái chữ V hơn thì các bạn có khả năng thành công cao hơn đấy. Đấy, còn nhiều người ở ngoài kia ấy, thì người ta sẽ có nhiều chữ X hơn, người ta sẽ đổ tại mọi thứ nhiều hơn. Thì chữ X nhiều ấy, thì đấy là tư duy nạn nhân. Tư duy nạn nhân là người ta hay đổ tất cả mọi thứ cho người khác, cho chính phủ, cho chính sách, cho xã hội, cho gia đình họ, cho những người xung quanh họ. Đấy, chỉ duy nhất là bản thân họ là họ không chịu nhận lỗi. Đấy, thì nếu mà những người mà có tư duy nạn nhân ấy, thì rất là khó để giàu. Đấy, thì chúng ta luôn xác định là mình là phải chịu trách nhiệm 100% về mình. Đấy, mọi vấn đề phải là do mình sửa chữa. Còn nếu như mà mình đợi người khác, mình phụ thuộc vào người khác thì phải mong chờ người ta sửa cho mình. Thì cái tài sản lớn nhất của người giàu ấy, nó không phải là tiền anh chị, mà nó là tư tưởng làm giàu. Đấy, thì anh chị em ghi xuống cái đấy. Thì cái đầu tiên là các bạn có 10 lý do rồi, nhìn nhận đánh giá được mình rồi. Rồi cái phần tiếp theo trong phần kiếm tiền này, đấy là các bạn phải xác định rõ được cái mục tiêu tài chính của mình. Xác định rõ mục tiêu tài chính của cuộc đời nhá. Của cuộc đời là chúng ta muốn kiếm bao nhiêu tiền. Thì năm 1952 ấy, người ta nghiên cứu ở trên những cái sinh viên của Đại học Yale ở Mỹ ấy. Thì đây là một trong những đại học lớn. Đấy, thì người ta nghiên cứu trên một nhóm sinh viên. Thì trong đấy người ta thấy rằng là có 3% sinh viên có mục tiêu rõ ràng về tài chính, cụ thể, có con đường đi, có lộ trình rõ ràng. Đấy, còn lại 97% là không có cái mục tiêu về tài chính, không có cái lộ trình rõ ràng. Thì kết quả là sau 20 năm, tức là năm 1972 đấy, thì người ta nghiên cứu lại trên cái nhóm sinh viên này, thì người ta phát hiện ra rằng là tổng thu nhập của cái nhóm 3% ấy lớn hơn 97% còn lại. Đấy, tức là những cái người mà có mục tiêu rõ ràng về tài chính ấy, đấy, thì có cơ hội giàu có hơn. À, có cơ hội đạt được những cái điều mình mong muốn. Đấy, và 3% đấy tổng tài sản họ cộng lại hơn cả 97% còn lại. Đấy, thì chúng ta cần phải xác lập rõ cái mục tiêu tài chính nhá. Thế nhiều bạn là không biết là cuộc đời mình kiếm bao nhiêu tiền. Đúng không anh chị? Thì mình cũng chỉ áng áng là mình muốn có nhiều tiền thôi, chứ còn nhiều bạn là không biết muốn có bao nhiêu tiền, muốn có 50 tỷ hay 100 tỷ hay 1.000 tỷ không biết luôn. Đấy, thì bây giờ các bạn làm cái bài tập này nhá. Đấy là con người chúng ta ấy, sẽ có cái nhu cầu tiêu tiền vào năm cái việc sau, năm cái việc chính sau. Việc đầu tiên đấy là việc báo hiếu, tức là cho tiền cha mẹ đấy, có thể là xây nhà hoặc là cho tiền hoặc là giúp đỡ gì đấy. Thứ nhất là báo hiếu, thứ hai là những cái khoản chi tiêu cho gia đình, ăn uống hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày, cho con học hành. Rồi cái thứ ba là chi tiêu cho nhà và xe cộ, nhà và xe. Cái thứ tư là chi tiêu cho việc trải nghiệm, tức là vui chơi, là du lịch giải trí, đi đây đi đó. Cái thứ năm là cho đi. Thì chúng ta chỉ có tiêu tiền vào năm cái việc chính này thôi. Rồi thì bây giờ các bạn hãy ghi xuống nhá, hãy thử ngồi ghi xuống, ngồi suy nghĩ xem là nếu như mà tiền
không phải là vấn đề thì các bạn muốn chi cho những cái khoản này bao nhiêu để các bạn cảm thấy thoải mái, thấy hạnh phúc, thấy sung sướng. Đấy, để sau này chúng ta biết là làm nào để chúng ta tự do tài chính. Tự do tài chính có nghĩa là chúng ta có đủ tiền để chi trả cho những cái việc này mà không cần phải làm nữa. Đấy, thì nếu như mà các bạn đặt mục tiêu mà tiêu nhiều tiền ấy, thì mình tự do tài chính nó lâu. Đấy, mình phải kiếm nhiều tiền. Đấy, còn nếu như mà những cái nguồn này mà những cái việc này mà các bạn đặt cái mục tiêu tiêu tiền nó ít thôi thì chúng ta sẽ nhanh tự do tài chính hơn. Đấy rồi thì xin mời các bạn ghi xuống nào. Xem là nếu như mà 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa tiền với mình không phải là vấn đề, thì mình muốn là báo hiếu cho bố mẹ bao nhiêu tiền một tháng nhá. Cái này các bạn tính theo tháng nhá. Mình muốn cho ba tiền một tháng. Rồi chi tiêu gia đình. Đấy, mình theo các bạn thì một gia đình mình ví dụ như là một vợ hai con chẳng hạn thì chi tiêu một tháng bao nhiêu để cho nó thoải mái như mình mong muốn, không phải nghĩ ngợi. Rồi nhà và xe. Nhà và xe thì như này anh chị em nha. Nếu như mà chúng ta tính đến cái việc sở hữu ấy thì chúng ta phải trả nhiều tiền. Đấy, nhưng thực tế hoàn toàn chúng ta không cần sở hữu mà chúng ta vẫn có nhà có xe để chúng ta sử dụng. Đấy, thì ví dụ như là bây giờ đi thuê một cái căn hộ mà căn hộ cao cấp chẳng hạn, một căn hộ chung cư cao cấp để mà một gia đình ở được 3 4 phòng ngủ thì nó rơi vào tầm khoảng 20 đến 30 triệu một tháng. Đấy, còn nếu như mà thuê một căn biệt thự để ở thoải mái thì nó cũng chỉ rơi vào tầm 40 triệu một tháng thôi. À, thì đấy anh chị em mà là tính xem là nhà với xe mình chi khoảng bao nhiêu một tháng. Rồi trải nghiệm thì cứ cho là mỗi tháng mình đi du lịch một nơi đi thì cùng lắm là một tháng thì đi được tầm khoảng 5 hôm, 10 hôm. Đấy thì tính xem là mình chi bao nhiêu. Rồi cái khoản cho đi thì mình định cho đi bao tiền nữa. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.